सहस्वगो The chapter about the thousands. Phẩm số 8. Phẩm 1000. सहस्रमपि चेवाचा अनर्थपदसंहिता एकं अर्थपदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति Better than a thousand useless words is one useful word hearing which one attains peace Câu số 100. 1000 lời nói chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, không bằng một từ có nghĩa. Sau khi nghe nó, được an tịnh. Sahasamapi che gatha anatha pada sanhita ekam gatha padam seyo Yang sutva upasammati. Better than a thousand useless verses is one useful verse hearing which one attains peace. Câu số 101. 1000 câu kệ chỉ chứa đựng những từ vô nghĩa, không bằng một chữ của câu kệ. Sau khi nghe nó được an tịnh. Yo cha gatha satang bhase anattha pada sanhita ekam dhamma padam seyo Yang sutva upasammati. Better than uttering 100 meaningless verses is the speaking of one verse of Dhamma, hearing which one attains peace. Câu số 102. Nếu người nào nói 100 câu kệ chứa đựng những từ vô nghĩa, thì nói một câu pháp là tốt hơn, sau khi nghe được an tịnh. Yo sahasam sahasena sangame manuse jine ekam ca jeyamattanam save sangamajuttamo The one may conquer a thousand times, a thousand men, in battle, yet he indeed is the supreme victor, who conquers himself. Câu số 103. Người nào có thể chiến thắng ngàn người ngàn lần ở chiến trường, và người có thể chiến thắng mỗi bản thân mình, người đó là tối thượng so với người chiến thắng ở chiến trường. Atta have jitang seyo ya chayang itara paja atta dantassa posassa nichang sanyata charino. Self-conquest is far better than the conquest of others. For the person who conquers himself, lives constantly well restrained. Câu số 104. Đối với con người đã rèn luyện bản thân, thường xuyên chế ngự các hành vi, chiến thắng bản thân là tốt hơn chiến thắng những người khác.
Neva devo na gandhabbo na maro sah brahmana jitang apajitang kaira tatharupassa jantuno. Neither gods, nor Gandhabas, nor Mara, together with Brahmas, can turn conquest into defeat for a person who is like this. Câu số 105. Không phải trời, không phải Càn Thác Bà, không phải Ma Vương cùng với Phạm Thiên có thể làm cho sự chiến thắng của con người như thế trở thành chiến bại. Māse māse sahasena yo yajetha satang samang ekam ca bhavitattanam muhuttam api pujaye sa eva pujanaseyo yang te vassa satang hutang. 106. Though month after month, for 100 years, one offers sacrifices by the thousands, yet if only for a moment one worship those of perfected minds, that respectful worship is indeed better than a century of sacrifice. Câu số 106. Người cúng tế 1.000 đồng tiền hàng tháng trong 100 năm và người lễ bái một vị đã tu tập, dầu chỉ trong phút chốc, chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lễ 100 năm. Yo cha vassa satang jantu agin paricharevani ekam cha bhavitattanam muhuttam api pujaye sa eva pujanaseyo yang te vassa satang hutang. 107. Though for 100 years, one should tend the sacrificial fire in the forest, yet if only for a moment, one worships those of perfected minds, that worship is indeed better than a century of sacrifice. Câu số 107. Người hầu cận ngọn lửa ở khu rừng trong 100 năm và người lễ bái một vị đã tu tập, dầu chỉ trong phút chốc. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn việc tế lễ 100 năm. Yang kinchi itthang cha hutang cha loke samvatsarang yajetha punya pekho sabbam pitang chatubhagameti abhivadana ujjugate suseyo. 108. Whatever gifts and oblations one seeking merit might offer in this world, for a whole year, all that is not worth 1/4 of the merit gained by revering the upright ones, which is truly excellent. Câu số 108. Người mong mỏi phước báo, cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ nào ở thế gian trọn năm, toàn bộ việc ấy cũng không đạt được 1/4 việc đảnh lễ ở các vị chánh trực. Abhivadana silissa nichang vadhapachayino chattaro dhamma vandhanti ayuvanno sukhang balang. The four blessing, long life and beauty, happiness and strength, accrue in he who constantly and regularly reveres the elders. Câu số 109. Bốn pháp, tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh tăng trưởng đến người có đảnh lễ và thường xuyên có sự kính trọng đến các bậc trưởng thượng. Câu
यो च वससतं जीवे दुस्सिलो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो सीलवन्तस्स जायिनो। Better it is to live one day, virtuous and meditative, than to live 100 years, immoral and uncontrolled. 110. Người nào có thể sống 100 năm không giới hạnh, không định tĩnh, thì so với mạng sống 1 ngày của người có giới hạnh, có thiền là tốt hơn. यो च वससतं जीवे दुःपयो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो पञ्यावन्तस्स जायिनो। Better it is to live one day wise and meditative than to live 100 years foolish and uncontrolled. 111. Người nào có thể sống 100 năm thiếu trí tuệ, không định tĩnh, sống 1 ngày có tuệ, có thiền là tốt hơn. 110. एकाहं जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दृढं। Better it is to live one day, strenuous and resolute, than to live 100 years, sluggish and dissipated. 112. Người nào có thể sống 100 năm lười biếng, thiếu tinh tấn, người đang ra sức tinh tấn một cách vững chãi, sống 1 ngày là tốt hơn. 110. एकाहं जीवितं सेयो पश्यतो उदयं भयं। 113. Better it is to live one day, seeing the rise and fall of things, than to live 100 years, without ever seeing them. 113. Người nào dù sống 100 năm không thấy sự sanh và diệt, thì người nhìn thấy sự sanh và diệt, sống 1 ngày là tốt hơn. 114. Better it is to live one day, seeing the deathless, than to live 100 years, without ever seeing the deathless. 114. Người nào dù sống 100 năm, không nhìn thấy vị thế bất tử, thì người nhìn thấy vị thế bất tử, sống 1 ngày là tốt hơn.
apasang dhammamuttamang ekahang jivitang seyo passato dhammamuttamang. Better it is to live one day, seeing the supreme truth, than to live 100 years, without ever seeing it. Câu số 115. Người nào dù sống 100 năm, không thấy giáo pháp tối thượng. Người nhìn thấy giáo pháp tối thượng, sống một ngày là tốt hơn.